Mối tình chính thức thì một mối tình là cũng kéo dài được hơn 4 năm. Chia tay cách đây khoảng hơn 5 năm rồi. Nhưng mà lý do gì mối tình cũng dài sao chia tay? Em cũng có quen rồi, xong em có hơn 1 năm thì em hỏi cưới, nhưng mà bạn gái chưa muốn lấy chồng, cứ bảo là cứ chờ 1 năm nữa, xong cứ 1 năm nữa em lại chờ cứ vậy á. Hai đứa thấy không tiến tới được, xong em cũng chia tay. Rồi, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em diễn tả coi. Em thì muốn tìm một bạn nữ cao khoảng 1m52 đổ lên, tóc dài, không nhuộm tóc loè loẹt, không xăm hình. Giống chị Hồng Vân được không? Dạ chị. Ôi chào em. Giống chị Hồng Vân thì quá tuyệt vời đây. Ôi, sao thấy nó không vô đầu ta. Rồi bây giờ nói về tính cách thôi, coi có vô được miếng nào hay không nè. Biết quan tâm chia sẻ. Biết quan tâm chia sẻ, chắc tôi nghĩ là có, họ làm cái ngành nghề đó là chắc chắn họ phải là người biết quan tâm chia sẻ rồi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với trung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu, biết giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Và biết kính trên nhường dưới. Có kính trên nhường dưới không? Dạ có ạ. Có đúng không? Hai cái kia là chị tự trả lời thay em mà có không? Dạ có. Có luôn đúng không? Dạ. Vậy là ba cái rồi. Nói chung là tính cách là đầy đủ hết những cái gì em muốn. Rồi bây giờ hỏi em nè. Dạ. Em muốn cái người đàn ông của mình như thế nào? Dạ, bố em dặn rồi là phải là đàn ông. Đúng, rồi phải dạ. Là đàn ông. Em có là đàn ông không? Dạ, chắc dạ. Chắn là đàn ông rồi chị. Ok, dạ. Đàn ông. Về ngoại hình thì nếu mà cao được 1m65 trở lên á thì tốt. Dạ, em 1m62 chị ơi. 1m62. Ở ngoại hình thì cũng không quá là quan trọng là mập hay là gầy, mà vừa thì tốt hơn. Dạ. Còn về tính cách thì đầu tiên là phải điềm đạm. Chị thấy điềm đạm đó. Tự lập. Dạ em có tự lập. Đặc biệt là không có được chấp vặt những cái chuyện vặt vãnh. Không có đâu em ơi. Không có đâu em ơi. Dạ. Và đặc biệt á, là phải trung thủy. Rồi anh rất là trung thủy. Đây là lời nói. Quan trọng là bạn sự chứng minh. Bạn yêu cầu em phải trung thủy đó. Và người đàn ông là phải cầu tiến. Tôi thấy là hai bạn này á, ở cái phần về tính cách á, là rất là tương thích luôn á. Tương thích thì cô không nhiều lắm, nhưng mà bổ trợ cho nhau á. Chỉ có cái ngoại hình là hai người là ước ao về nhau thì tôi thấy là nó không có cầu được ước thấy đó. Lời đầu tiên cho em xin phép chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Chào cùng em. Bạn nữ bên rào và toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Dạ, em tên là Lê Văn Mạnh, em năm nay 36 tuổi. Em quê ở Nghệ An, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai. Em làm công nhân bên cơ khí ạ. Hình như em mạnh nhưng mà hơi yếu đúng không? Là em tên Mạnh nhưng mà nói chung là em cũng đang làm hơi yếu. Rồi thoải mái lên nha. Dạ, vâng. Thoải mái lên. Rồi còn em nè. Dạ em trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ chào anh trai bên cạnh. Dạ xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Lan, năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại đang làm lực lượng dân quân thường trực của xã và kinh doanh online các mặt hàng về thảo dược thiên nhiên. Em đến từ Trảng Bom, Đồng Nai. Em bây giờ chào thiểu theo kiểu mà dân quân tự vệ mình chào sao? Chào thì bây giờ là chào, dạ. Rồi, dạ. Bạn trai ơi, thấy người ta ở bên đây người ta rất là xúc tích nè, rất là mạnh mẽ không? Dạ vâng. Thôi Mạnh, điểm yếu và điểm mạnh của em là gì Mạnh? Dạ em về điểm mạnh của em là em người rất thật thà. Em biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ. Biết nấu ăn và không hút thuốc. Còn điểm yếu của em thì em cũng hơi ít nói. Với em thẳng tính. Với tính em cũng hay cằn nỉ. Thôi, em, bên đàn gái em. Về ưu điểm của em á, thì em rất là hài hước, vui vẻ, tự lập. Và những công việc của đàn ông hay phụ nữ thì em đều làm được hết. Rồi, em có cái biệt tài gì không? Em thì có hay bói toán. Em là gọi là có duyên thôi. Chứ em cũng nói thiệt mình làm nhà nước. Mà thực sự là em cũng là đảng viên. Nếu mà mình nói ra thì người ta lại là nói kêu mê tín dị đoan. Nhưng mà em thì nhiều khi cái linh cảm em nó tốt hơn người khác. Nhiều khi em đoán cái sự việc thì nó hay chính xác. Và cả con người cũng vậy. Cho nên người ta cứ hay thích tìm đến em và nhờ em tư vấn hoặc là xem ví dụ như vậy đó. Chị coi em anh khỏe em ơi. Dạ. Chị sống thọ không hay là chị giàu không? Chị giàu không em? Đây là thiên cơ bất khả lộ nha, nhưng mà em lộ chị cái đường sống với chị nha. Chị sống rất là thọ. Con người chị là có quý nhân phù trợ. Tại vì cái tâm chị rất là tốt. Dạ đây là em chỉ tiết lộ cho chị về cái phần về đường sinh mệnh của chị thôi nha. Coi giùm chị có chuyện nào chị đẻ em. Anh ơi, cho anh. Bây giờ là rất có thọ rồi nha, tôi nói cho ông biết nha. Coi giùm anh được không? Thứ nhất là người nào có duyên với em mới coi được. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín kín cơ. Cái sáng khó lắm anh.
Coi chỗ kính hả? Thôi về bữa nào đi. Rảnh rảnh đi coi. Em, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Để em nói thật luôn. Vâng, ngày xưa là em đi học em cũng say nắng đứa đự hai anh. Nhưng mà em không vượt qua được chính mình. Làm sao? Tại vì kêu yêu đương mù quáng. Cái em tập trung đi học với đi làm thì tính em hiện như con trai mạnh mẽ nữa. Cái xong vô trong môi trường toàn là con trai không. Cái cuối cùng ra em ế từ đó giờ luôn à. Tức là em chưa có mối tình nào dạ, hả? Dạ, không ai làm em rung động được. Biết đâu nay anh mạnh anh sẽ làm rung động dạ, thì sao? Em cũng rất là mong là anh ở bên cạnh là có thể chinh phục được em rung động ạ. Anh mạnh lắm á nhờ. Dạ. Em có bao giờ em nằm mơ thấy hung một chàng trai nào đó chưa? Dạ, em thì ít khi nào mộng mấy cái đó lắm. Tại vì em nói thật em tâm sự luôn. Tại vì em ở trong môi trường quân sự á, mấy em nó nằm nó phơi ra hết rồi. Có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi ra luôn thử coi có cảm xúc không. Em dạ. Giới tính em có rõ ràng không? Dạ, em khẳng định là em thì mạnh mẽ tính nam. Nhưng mà em lại rất thích đàn ông. Có bao nào giờ em thấy nữ phơi ra rồi em thích không? Không, em không thích phụ nữ phơi. Em rất là thích trai đẹp. Ủa sao trai đẹp phơi quá trời mà em cũng không có? Tại vì nó khép lại, em vừa nhìn cái nó khép lại nó không cho em xem. Đừng khép nha Mạnh. Phơi luôn nha Mạnh nha. Em đang nói là trái tim. Ừ, ok. Dạ. Bây giờ Mạnh, là em có mấy mối tình rồi? Em mối tình chính thức thì một mối tình còn là cũng kéo dài được hơn 4 năm. Chia tay cách đây khoảng hơn 5 năm rồi. Nhưng mà lý do gì mối tình cũng dài sao chia tay? Em cũng có quen rồi, xong em có hơn 1 năm thì em hỏi cưới. Nhưng mà bạn gái chưa muốn lấy chồng. Cứ bảo là cứ chờ 1 năm nữa, xong 1 năm nữa em lại chờ cứ vậy á. Hai đứa thấy không tiến tới được, xong em cũng chia tay. Rồi, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em diễn tả coi. Em thì muốn tìm một bạn nữ cao khoảng 1m52 đổ lên, tóc dài, không nhuộm tóc loè loẹt, không xăm hình. Giống chị Hồng Vân được không? Dạ chị. Ôi chào em. Giống chị Hồng Vân thì quá tuyệt vời đây. Ôi, sao thấy nó không vô đầu ta? Rồi bây giờ nói về tính cách thôi, coi có vô được miếng nào hay không nè. Biết quan tâm chia sẻ. Biết quan tâm chia sẻ. Chắc tôi nghĩ là có, họ làm cái ngành nghề đó là chắc chắn họ phải là người biết quan tâm chia sẻ rồi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với trung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu biết. Bây giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Vâng, biết kính trên nhường dưới. Có kính trên nhường dưới không? Dạ có ạ. Có đúng không? Hai cái kia là chị tự trả lời thay em mà có không? Dạ có. Có luôn đúng không? Dạ. Vậy là ba cái rồi. Nói chung là tính cách là đầy đủ hết những cái gì em muốn. Rồi bây giờ hỏi em nè. Dạ. Em muốn cái người đàn ông của mình như thế nào? Dạ, bố em dặn rồi là phải là đàn ông. Đúng, rồi phải dạ. Là đàn ông. Em có là đàn ông không? Dạ, chắc chắn là đàn ông rồi chị. Ok, đàn ông. Về ngoại hình thì nếu mà cao được 1m65 trở lên á thì tốt. Dạ, em 1m62 chị ơi. 1m62. Đâu, ngoại hình thì cũng không quá là quan trọng là mập hay là gầy, mà vừa thì tốt hơn. Dạ. Còn về tính cách thì đầu tiên là phải điềm đạm. Chị thấy điềm đạm đó. Tự lập. Dạ, em có tự lập. Đặc biệt là không có được chấp vặt những cái chuyện vặt vãnh. Không có đâu em ơi. Không có đâu em ơi. Dạ. Và đặc biệt á, là phải trung thủy. Rồi, anh rất là trung thủy. Đây là lời nói. Quan trọng là bạn sự chứng minh. Bạn ấy cũng yêu cầu em phải trung thủy đó. Và người đàn ông là phải cầu tiến. Tôi thấy là hai bạn này á, ở cái phần về tính cách á, là rất là tương thích luôn á. Tương thích thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà bổ trợ cho nhau á. Chỉ có cái ngoại hình là hai người là ước ao về nhau thì tôi thấy là nó không có cầu được ước thấy đó. Nói chung là ngoại hình thì mình đề ra vậy thôi, nhưng mà quan trọng là cái tâm hồn chị. Hey. Đó, thành ra thôi bây giờ hỏi, người thân đi. Ha. Người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với bác gái, em gái và cháu. Xin chào em, xin Quyền Linh và Hồng Vân dễ thương. Nhận xét về bên đằng trai như thế này thì cũng thấy cháu trai này thì cũng hiền lành và cũng chân thật. Trong cái chương trình này thì muốn là nhờ ông Mai và Mối làm sao mát tay để cho hai cháu có cơ hội để hẹn hò và tiến tới xa hơn. Bố cháu đã ra chỉ thị cho nó là cho cháu là phải năm 30 tuổi là phải lấy chồng. Rồi, cảm ơn đằng cha đằng gái. Dạ, hôm nay em có đi với bạn thân em ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Về bạn gái thì ngoại hình như thế là ok, nhưng mà quan trọng là hai bạn đến đây thì cho nhau một cái cơ hội mà mình làm quen.
và có thể tiến đến thì tốt, và không tiến được thì mình cũng có thể làm bạn với nhau. Dạ, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Rồi, bây giờ mình kéo rào nha, để hai bên gặp mặt. Mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Dạ, chào anh. Đến chương trình anh có bó hoa tặng em. Đây là bó hoa anh gói 9 bông tặng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Và đây là một cái viết anh muốn nếu mà có duyên với nhau thì sẽ viết tiếp những cái chặng đường còn lại của chúng mình ạ. Dạ, em xin cảm ơn anh ạ. Và em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ, đây cái cây đèn song tinh dầu. Và khi anh làm về thì anh đốt cái đèn này lên thì có hương thơm rất là dịu mát và làm cho anh có một cái không có giấc ngủ rất là tốt. Dạ. Bây giờ hai bạn ngồi đối diện nhau nè, rồi tâm sự em với nhau đi. Lần đầu tiên gặp anh em thấy thế nào? Có xem bói được anh không? Nghe giọng nói của anh thì em thấy anh là rất là người đàn ông điềm đạm và chắc là ít nói. Sau khi nhìn mặt anh thì em thấy là anh ưa nhìn và có thiện cảm, thân thiện. Cảm ơn em. Còn anh thấy em thế nào ạ? Em rất dễ thương, xinh gái. Em xin cảm ơn anh ạ. Thế em quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân với gia đình? Dạ, đối với em á, là tình yêu, hôn nhân thì phải có sự đồng ý, chấp thuận và yêu quý của hai bên gia đình. Và đặc biệt á, là trong quá trình tìm hiểu nhau á, thì em rất mong muốn á, là mình á, ví dụ như có những cái quan điểm, có những cái nhận thức hoặc là có những cái gì mà không hiểu nhau á, thì mình phải tự giải quyết, chứ đừng có đem người ngoài gây áp lực hoặc là gia đình mình để gây một cái áp lực cho mình. Anh cũng đồng ý quan điểm với em. Với là anh cũng muốn trong tình yêu với hôn nhân gia đình thì thứ nhất là mình phải chân thành, với là phải trung thủy. Thứ ba là phải biết nhẫn nhịn, với là chịu đựng được những cái điểm không tốt giữa anh hoặc là giữa em. Còn thì em cũng nói thật sự á, em là rất là thích đàn ông. Em là rất là thích đàn ông. Nhưng mà tính cách em là rất giống con trai luôn. Có nghĩa là nếu không thích gì thì cứ nói thẳng, chứ bằng mò là em không hiểu. Nãy giờ chị nghe thì chị thấy một cái điều như thế này. Sở dĩ tại sao mà bạn này cho tới bây giờ bạn chưa có người yêu là bởi vì bạn tự lo cho bản thân bạn được, bạn làm tất cả mọi thứ. Dạ. Thành ra từ nãy giờ là bạn ấy chỉ muốn một cái điều là bạn không bộc lộ cái điều đó ra để cho em hiểu là nếu như chúng ta có tìm hiểu nhau mà em thấy được cái con người của bạn là như vậy thì em có ngại hay không? Là bạn ấy sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh này không cần làm gì hết đó. Ý là như vậy đó. Vậy là quá khỏe rồi chị Vân. Đó, khỏe luôn. Cho nên ý nói là anh làm sao cho cái tâm hồn em nó được thoải mái thôi. Và cảm thấy mình sống giống như người phụ nữ mới gọi là bị chinh phục ra. Đúng đó. Dạ. Em quên câu hỏi này em cũng chưa hỏi anh đó. Em từ nhỏ em rất là có trách nhiệm gia đình. Nhiều khi em rất là bỏ nhiều thời gian về cho nhà ngoại thì anh thấy có được không? Quan trọng là bên nội bên ngoại cũng phải bằng nhau. Nếu mà mình có tiến tới với nhau cũng là hai vợ chồng á, thì năm nay anh ăn Tết nhà nội thì sang năm ăn Tết nhà ngoại, rất là bình thường, không có gì hết ạ. Nhưng mà anh là anh gốc ở đây hay là anh? Anh là quê ở Nghệ An, anh vào trong này lập nghiệp này, nhưng mà anh cũng mua đất ở Quảng Biên, cũng gần nhà em. Có đất rồi chắc ở đây rồi. Thôi giờ thì mình giao lưu văn nghệ chút cho nó vui đi. Dạ, về đến chương trình em xin tặng bạn nữ với anh chị với quý vị giả một bài hát về quê hương xứ Nghệ của em. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn ưa, bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nàng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi, về đi em về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh xứ Nghệ, về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em làm du xứ Nghệ nò ham kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai, giờ đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh, em thương thì theo anh về xứ Nghệ cùng anh. Dạ xin hết ạ. Cảm ơn anh ạ. Đấy. Em cũng hát thì không hay nhưng mà em cũng cố gắng tặng cho một bài ạ.
Và em cũng rất là hy vọng là em sẽ nợ ai đó cả thế giới. Vẫn biết anh đang kề bên, mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm. Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động, trong lòng em còn vẹn nguyền bối rối, giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu. Và em muốn từ đây thời gian ngưng mãi, để em đây được yêu mãi người. Đừng rời xa em nhé người. Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui, nợ nhành hoa người treo nơi ban công em, nợ những tiếng cười, nợ lúc anh quan tâm về em, nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nợ ai đó mang đến em yêu thương đông đầy thế giới này và giúp em thêm tin vào em. Em nợ anh. Trời ơi, dễ thương quá à. Hay quá. Thôi bấm được rồi đó Linh ơi. Chắc á, hai bạn đều có cái duyên ngầm rất là dễ thương. Còn em á cũng bộc trực rồi, yeah, thoải mái. Và chắc chắn em sẽ tạo nên niềm vui trong cái gia đình nhỏ này. Còn bạn này sẽ chịu tất cả mọi thứ, có thể những cái áp lực, bạn vẫn bình tĩnh như thế. Anh nghĩ là đây là một cái đôi mà có thể bổ trợ cho nhau, giống như lúc đầu anh nói. Đây, bây giờ thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến giờ phút phải quyết định. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại kiểm tra xem nửa mảnh ghép này có thể cùng chúng ta ghép lại một đôi hay không. Tự con tim mình quyết định. 3 2 1. Một. Cùng một lúc. Trời ơi, hòa nhịp quá. Cái tiếng hòa nhịp quá rồi. Đấy, lúc này có thể nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng bạn gái sẽ chủ động trong cái cuộc tình này đi. Mặc dù là yêu rồi nha, nhưng mà hồi hộp hơn bạn này. Bạn này tại vì khép lại thôi. Không khép lại không nha. Khép nha. Hứa đi, hứa với bạn ấy đi, nói đi, anh sẽ không khép. Anh hứa với em là không khép. Bây giờ nè, thụ hôn đầu tiên. Cháu xin phép cô. Xin phép em nha. Không sao cho rung á. Em đang rung từ để đếm rung anh, em rung đó. Thôi cố gắng tìm hiểu nhau, anh thấy rằng cặp này dễ thương đó. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha.